đó là một tình yêu, tình yêu chân thật, một tình yêu nó sâu thẳm trong trái tim của Ngọc Sơn dành cho mẹ ruột của mình, người mẹ, và dành cho người phụ nữ Việt Nam. Bố mẹ cũng là nhà giáo, Ngọc Sơn cũng nghiên cứu rất là nhiều về những truyền thống, những cái phong tục tập quán và những cái lễ giáo từ phong kiến cho đến giờ này, những cái tình của con người Việt Nam ta đâu phải là dễ dầu có như tam tổng tứ đức hoặc để lại những cái công dung ngôn hạnh. Với Ngọc Sơn thì Ngọc Sơn nói với phụ nữ là ăn trong nồi ngồi trong hướng, đi đứng nhẹ nhàng dịu dàng lễ phép đó. Điều thứ hai là người em gái gọi em cái đuôi, em cái ruột của Ngọc Sơn rất là thương. Ngọc Sơn thì thực sự vừa đấy là muốn khóc luôn á, đi sợ kẹt xe để anh khóc rồi nè, tại vì đi quay đài truyền hình nhận đài truyền hình trước. Sau đó là lên đây thì Ngọc Sơn cố gắng nói là tôi bằng mọi giá sẽ chạy về, nhưng vẫn may mắn kịp về đến đây. Để em đợi anh tí, anh đang khóc rồi đó, sợ trễ giờ. Đó là Ngọc Sơn thương lắm. Và Ngọc Sơn thấy được những cái tiêu chí, những cái đẹp của phụ nữ Việt Nam thì quá đẹp, rất là đẹp. Ngọc Sơn thấy là toàn là hoa hậu ngồi đây không à, thương lắm. Mình yêu những bà mẹ từ những cái có gọi là sinh ra người con như thế nào, người lớn nhất sao thứ 2, 3, 4 út đẹp út khờ, rồi rút hết cốt của mẹ ra, rồi tủy, rồi bao nhiêu cái dây đòn thần kinh ra, rồi đi ra là con khi là sinh ra con dễ bị khủng hoảng tinh thần, dễ bị đau lắm. Ngọc Sơn thương lắm, tất cả những cái tình thương đó thì Ngọc Sơn ngồi lên làm ghế, một giám khảo Ngọc Sơn sẽ chọn ra một cái sự chuẩn mực, một cái sự gì đó là đẹp nhất và sẽ cố gắng cống hiến hết sức mình. Thực sự Ngọc Sơn hồi hộp, yêu và đôi khi còn rưng rưng nước mắt đó, yêu đến mức như vậy. Và cái tình yêu đó sẽ biến thành hành động để cống hiến tốt nhiều hơn nữa cho các cuộc thi hoa hậu của em gái nuôi bên Ngọc Sơn, gửi đến đại gia đình các cô chú, các chị, các bạn cả khắp mọi nơi. Xin cảm ơn. Hoa hậu nhân dân Việt Nam toàn cầu 2020, Vũ Ngọc Anh.